Tại sao đàn ông không bao giờ nói lời chia tay trước? À, nếu như ai đã từng trải qua rất nhiều cuộc tình rồi, mọi người sẽ có thể đúc kết ra được đấy là đàn ông dù khi mà họ đã chán lắm rồi, chán cái đối phương rất rất nhiều rồi, nhưng thường là họ sẽ im lặng và để cho cái người phụ nữ đấy cảm thấy cứ rất là bức bối, rất là khó chịu. Và tại sao bây giờ anh không còn quan tâm em như ngày xưa nữa? Tại sao anh như thế này như thế kia? Để tự người phụ nữ nói ra lời chia tay. Bởi vì đối với người đàn ông, việc mà nói ra rằng là mình không yêu thương người kia nữa là một cái gì đấy làm tổn thương người phụ nữ. Và họ luôn luôn muốn họ là một người chiến thắng, là một người anh hùng, là một người bảo vệ cái người còn lại. Mà bây giờ để họ làm tổn thương người kia và họ luôn luôn muốn giữ cho mình cái sự cao thượng, có nghĩa là do cô ấy đòi chia tay tôi trước, tôi bị đá chứ tôi đâu có đá người ta. Nhưng mà thật ra là lúc đấy họ đã chán lắm rồi. Khi mà người đàn ông họ còn yêu ấy, họ sẽ tiến đến cái việc mà thích thú, họ sẽ tiến tới cái việc mà theo đuổi một người phụ nữ rất nhanh, và họ sẽ làm bằng mọi cách để chinh phục. Nhưng thông thường đàn ông thì lại hay chán, và khi đã chinh phục xong rồi không còn cái gì nữa để theo đuổi nữa rồi thì họ thành ra là họ muốn chinh phục một cái mới. Cái bản thú săn mồi trong người đàn ông họ lại trỗi dậy và họ muốn đi tìm một con mồi mới, nhưng họ không muốn kết thúc với người kia bởi vì họ muốn giữ cho mình cái sự cao thượng. Thì phụ nữ của chúng ta khi mà hiểu được những cái thông tin này, khi mà thấy đối phương nó hơi nhạt nhạt rồi, thấy người ta làm những thứ mà khi yêu trước kia người ta làm còn bây giờ người ta không làm, thì nó đang báo hiệu đấy, một là người ta chán mình lắm rồi người ta không nói, và một trong những cái nguy cơ nữa đấy là khả năng người ta đang tìm được một đối tượng mới rồi. Và lúc đấy mình phải đủ thông minh, mình phải quay về với bản thân mình, đừng có đi đánh ghen lúc này, cũng đừng có đi dò la điện thoại hay cái gì. Việc dò la hay là việc mọi người đi đi đánh ghen hay mọi người kiểm soát người khác, nó không kéo người khác về với mình được đâu, mà mình phải quay lại với bản thân mình chăm sóc cơ thể mình có những cái thú vui của mình, và mình tạo ra những cái sở thích riêng của mình để làm cho cái thế giới của mình nó thật sự phong phú và đẹp đẽ lên. Việc có người đấy hay không có người đấy, nó không quyết định quá quá nhiều về cái chất lượng cuộc sống của mọi người. Có anh thì tôi cũng vẫn sống vui, và không có anh thì tôi vẫn sống ok, không làm sao hết. Và theo tâm lý học, người ta đã nghiên cứu khi người phụ nữ biết yêu thương bản thân mình, biết tạo cho mình cái cuộc sống của mình nó thú vị hơn, thì cái người kia đa phần họ sẽ quay về, bởi vì họ còn có thứ đáng để có thể tìm hiểu, đáng để ở lại bên một người thú vị như thế.